Đọc bài khúc mới, mình mới thực đây. Còn miếng nước không? Cần. Còn miếng nước nha. Nhìn không? Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ đi con không nên sợ thách, ngoài cõi này còn các cõi màu. Gọi lưng này hồn chẳng thiếu chột đâu, chứ tiếc cõi tam sầu gây tội. Mẹ đấy con phước càng dư bồi, y càng được sanh vào cõi thanh cao. Như có tiền sung sướng sang giàu, còn nghèo chịu khổ lao dách nát. Mẹ đấy con hồn lìa khỏi xác, liền sanh qua cõi khác phân nhiều. Cõi quỷ thần hoặc cõi cao siêu, loài người hoặc đi theo thú vật. Mẹ đấy con ấy là sự thật, nghi dí như người vừa lột áo này. Tất nhiên là áo khác liền thay, áo lành hoặc áo đầy rách cả. Mẹ đấy con nên đi chạm già, nhưng lối nào mẹ đã nói qua. Để lập công trong cõi ta bà, mượn tạm xác diều mà sanh chung. Mẹ đấy con đời như giọt mùng, nghe sớm muộn gì nó cũng ra quyền. Nhiều khổ sầu nào thấy ăn vui hả, không chán con chui đục mày. Được rồi đấy. Buồn ngủ rồi xuống ngủ đi. Buồn ngủ rồi xuống ngủ đi. Quyền bí nhiều lời chỉ thì ít sao. Bốn đạo ráng tìm chỗ Phật đồ hỏi.
trần hà nhổ nhàng xiết chi ngồi buồn biên tơ một khi bá già khổ não vậy thì tự đây cơ trời ơi thấy cuộc đổi xây điện mới theo thầy nhìn xuống chốn phàm gian thấy đời ly loạn nghi bất an khắp trong các nước nhộn nhàng đạo binh kẻ thời phu nghĩa bố kình người thời chung hiếu trăng vinh vàng hai đến đêm khuyên nhủ bằng ai xin trong lễ thứ ngày dài tình qua việc thăm nào trong sách sơ ơi có lầm ở đâu người thì khó nghe nói ơi càng rầu người ngô nghe nói ngờ đầu cười rồi sao sẽ thấy hùm beo khắp trong ba tấm hiểm nghèo đáng thương Phật đường đi xuống giảng dân thấy trong mì ba tấm phàm trần kẻ khinh người nhau thần tiên quỷ tà mặc ai bàn tấn gần xa quỷ của Phật bà sai xuống ở cứu dân kẻ xa thì mến đức ân làm cho người gần ganh ghét khinh khi Phật nghe từ bi miệng nghe thì niệm Phật nghe lòng thì tạ giang khắp trong ba tấm trần hoàng cùng hết sống làng đều mi người điên điên này thì xưa cũng như ai vào các ra đài tột bực giàu sang nghệ suy danh lời chẳng mang bèn lắm
vật lâm sang tu trì. Nhờ trời may mắn một khi thần thôi lại gặp ngay đức ngay thầy Bửu Sơn, cúi đầu điên to nguồn cơn đồng lòng bác ấy ra dài truyền thấy điên tâm tánh quá thiền nói trong sao khắc nghe biết liền thiên cơ chuyện rộng thì giờ nói chuyện trên tu dương trần kẻ trí người ngu tham vọng ham dù danh lời xe sang cờ đà đến nước bất an chẳng lo tu niệm tham gian nghe làm gì Phật trời thương kẻ nhu mì chồng cha yêu Chúa kính gì tổ tông ngồi buồn nói chuyện bông lông khóc trong trần hà máu hồng nhuộm rơi chừng nào mới đăng thành thơi dầu Phật ra đời thế giới bình yên. Điên này thì điên có thần tiên ở trên non núi xuống miền lục châu đời con chẳng có bao lâu ráng lo tu niệm đấng nghe chầu Phật tiên thế gian ít kẻ làm hiền nhiều người tàn bạo làm phiền quá công thế gian chuyện có nói không đến hồi mây rồng thân chẳng còn thấy chuyện đời phải đến lúc cắn gai mà cũng tối ngày nói xéo nói chiêu dương trần tội ác liên miên sao xuống quỳnh tuyền địa ngục khói ra điên này nói việc gần sai đặng cho Lê Thứ biết mà lo tôi
ở ngục ngao du thiên đài. Đường đời chẳng có bao dài, nên viết một bài cho ba tánh coi. Tuồng đời như pháo châm ngoài, ba gia yên lặng mà coi khùng này. Khùng thời ba có một thầy giảng dạy dạy đầy rõ việc thiên cơ. Đến đây còn dài ơi, còn khờ yên lặng như tờ coi chúng làm sao. Ba gia kẻ thấp người cao, chừng thấy máu đào chung mới chiều phụ tu. Bây giờ giá dài giá ngu cùng như nhân quý ở tù ngày xưa. Hả? Lúc này thì kéo dắt đi điên nói bừa những việc vừa qua. Ê, trời mưa đâu. Bây giờ giá dài giá ngu cùng nhớ nhân quý ở tù ngày xưa. Lúc này thì kẻ ghét người bị điên nói bừa những việc vừa qua. Dương trần bím nhẹ gần xa, nói quỷ nói tà đây cũng cam tâm. Ngồi buồn nhớ chuyện xa xăm, dạo trong bãi núi cười thầm sư mang. Nói rằng lòng chẳng ham sang, sao còn ham của thế gian làm gì. Chuyện này thôi quá là kỳ, cũng trong Phật giáo sao thì chê khen. Lúc này tâm trí rối beng, tiếng quyền tiếng kèn mặt ý bá già. Sân hết gần rồi lại tới xa, dân sự nhà nhà bàn tán
cười chơi. Chuyện này thì cũng lắm tuyệt vời, giá như hàng tính đổi thời lòng.